Em Dũng Hưng Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2024 thì em cũng xin lên sóng review cho các bác, giới thiệu chi tiết về một chiếc đầu MD giải mã 24 bit của DLong với mã model là DLong DMD1006AL. Chiếc đầu DLong DMD1006AL này máy về trong tình trạng gồm có sách hiển thị đúng đời đi theo đầu. Và để vào phần là giới thiệu review chi tiết về chiếc DLong này thì em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 5.000. Thì các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối của cái tờ tiền 5.000 vào video này nhé. Thứ hai, cho em xin nút like video. Và thứ ba, bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo, để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết về cho các bác về những sản phẩm về giải mã. Và phần quà đó là một bộ dàn mini của của Soli các bác nhé. Bộ này thì các bác chơi đường giải mã đường quang TV này, giải mã đường đường vào nó thêm một đường AUX nữa, nó chỉ có giải mã đường quang thôi. Còn cái CD MD của nó thì nó không đọc được. Chất âm của con bộ này cực kỳ hay các bác nhé. Đấy thì các bác sẽ đoán trúng, các bác sẽ được free. Coi như là free, các bác nhận không mất một đồng tiền phí nào. Thì hôm nọ cũng có một bác ở trong Bình thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, thì bác cũng đã, em cũng đã gửi hàng cho các bác ngày hôm qua rồi. Đấy. Thì hôm nay em tiếp tục lên sóng cái bộ này để cho các bác đoán ạ. Và tiếp tục thì em xin giới thiệu về cho các bác là chiếc 1006AL. Chiếc này thì máy về trong tình trạng là đẹp như mới các bác nhé. Đây em quay chi tiết cho các bác ạ. Đấy, rất đẹp. Con này thì đẹp góc cạnh luôn. Đây là nắp lưng của nó đấy ạ. Đây là chiếc điều khiển zin có mã là RC270. Zin đúng đời đi theo đầu. Đấy, nắp lưng của nó đây. Rất đẹp, sơn không xước sát gì. Góc cạnh này. Đấy. Và con này thì dây nguồn cũng là dây nguồn zin đi theo máy về các bác nhé. Đấy. Và con này thì điện 100V, 19W, 50/60Hz và số seri của nó là 2274, máy Make in Japan. Đấy, và con này thì có hai đường quang vào, một đường đồng trục, một đường quang ra, một đường AV Ramni và một đường AV vào. Đấy, rất đẹp. Hai bên hông máy đẹp tuyệt đối các bác nhé, đẹp zin tuyệt đối luôn. Đấy, và ổ MD của con 1006AL này thì nó thu phát ghi xóa tốt, giải mã 24 bit không cần đĩa mồi, và đặc biệt thì con này nó có chỉnh được volume to nhỏ bằng cái phím bấm này, chỉnh được cả phần digital, chỉnh được cả phần analog này. Và đây là phím lách bài hát, còn đây là những cái phím chức năng, còn là phím input select, đây là phím chuyển cổng các bác nhé. Đây nó có cổng Cosian này, cổng Optical này, Optical 2 này, cổng Analog On Off này. Đấy. Và đây là cổng, này là cổng lỗ phone. Còn đây là công tắc Stereo này, công tắc thêm Off. Đấy thì đấy, rất đẹp. Về chất âm của con này á, thì em cũng khẳng định luôn là cái giải bass của nó cực kỳ hay và mềm, và trung âm của nó cực kỳ ngọt ngào. Đấy, test tốt. Đấy, thì bây giờ thì em sẽ mở cái nắp lưng của con 1006AL để ra cho các bác xem cái ruột gan, và em cũng sẽ test âm thanh cho các bác luôn ạ. Vâng, em cũng đã mở cái nắp lưng này ra và cho các bác xem cái ruột gan của con 1006AL này nhé. Đây, đây là phần mảng mạch nguồn này. Còn đây là phần mảng mạch, nó chạy hai con chip ICP-CM61P. Đây là mảng mạch giải mã này. Còn đây là hệ thống bộ cơ bác nhé. Đấy, rất đẹp. Máy móc bên em thì các bác cứ yên tâm, hàng đẹp xuất sắc, bởi vì hàng bên em là hàng tuyển chọn từ bên Nhật về. Đấy. Đây, còn nguyên bụi này. Đấy, cái này em chỉ vệ sinh, em lau ấy nó sạch thôi các bác nhé. Đấy. Mặt phay nhôm, cái mặt nhôm của con này rất dày. Đấy. Nhìn các bác nhìn này, máy móc. Đấy, hai bên. Và đây là cái nắp lưng của nó đây, cái nắp lưng của nó đây em vừa mở ra đây. Đấy, bên trong là sạch sẽ luôn các bác nhá, không có cái dấu hiệu của ám khói. Con này thì như bên siêu thị họ nói là con này cũng chưa dùng tại Nhật luôn, thì hàng đó là hàng tồn kho. Đấy, thế nên là em lấy về thì em vừa mới tháo nắp ra đây. Đấy, nó cũng còn nguyên bụi. Đấy, rất đẹp. Thì bây giờ thì em sẽ cắm cho các bác là cái dây quang từ tivi ra này, đây từ tivi vào đây.
Đấy, dây quang từ tivi vào đây. Đây là dây AV. Và dây nguồn thì các bác lưu ý cắm cho em đúng điện 100V nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ bật cái nguồn lên và em sẽ test âm thanh cho các bác. Vâng, thì em sẽ bật nguồn lên các bác nhé. Và khi giải mã thì các bác chỉ cần ấn nút cho em Exit Monitor thôi. Này, giải mã không cần đĩa mồi 24 bit ạ. Đây qua này chỉnh cho volume ạ. Bẩn ạ. Nào sạch ạ. Thì bây giờ em sẽ đút một chiếc đĩa MD vào và em sẽ test phần ghi và phát đĩa MD cho các bác nhé. Đấy thì con này cái ổ MD của nó thì thu phát ghi xóa tốt. Thì em sẽ đút cái đĩa MD theo chiều mũi tên này. Các bác sẽ đút vào. Đấy. Con này thì mắt MD của nó cực kỳ khỏe. Thu phát ghi xóa tốt. Mắt dễ thay thế nhé. Đây, em sẽ hướng dẫn các bác cách xóa trước. Thì để xóa đĩa các bác ấn nút cho em nút Edit này. Xong các bác xoay cái núm next bài hát này. Ra cái chữ On Red xong các bác ấn cho em cái phím Enter hai lần. Một lần, hai lần. Khi nào trên màn hình nó hiện chữ Blank Disk là đĩa trắng, các bác ấn nút Eject để cho đĩa ra. Đây, nó hiện chữ Disk Eject nó đang sập cái cần thu xuống để nó xóa cái chương trình ra khỏi đĩa. Và bây giờ thì em sẽ cho đĩa vào. Thì khi cho đĩa vào thì đĩa trắng thì mặc định nó sẽ tự động nó giải mã luôn. Các bác không cần phải bấm cái này nữa. Nó cũng là một cái hay đây. Tự động nó giải mã luôn và nó sẽ chưa ghi đâu. Đây nó vẫn là đĩa trắng này bác này. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ ấn nút Rec để bắt đầu ghi và ấn play, ấn nút Rec để ghi và ấn Play là bắt đầu ghi. Dây đang nhảy số đấy các bác nhá. Đấy. Thì đây là chiếc điều khiển xịn của nó này. Đấy, em sẽ cho đĩa ra để nó sập cái cần thu xuống để nó lưu cái chương trình vừa ghi vào đĩa. Đấy. Xong rồi em sẽ đút lại này.
con này rất đẹp, chất âm của con này thì nó cực kỳ hay rồi, nó được mệnh danh là ông vua nhạc vàng đấy. Và khi trên bài, trên màn hình hiển thị, nó đã hiển thị là một bài 0 phút 51 giây, em sẽ chạy lại để xem nó có bị vấp không nhá. Đấy thì các bác, đấy thì ngoài ra ghi từ TV, các bác có thể ghi từ những cái đầu CD sang. Đấy thì thường thường những cái đĩa mà em tặng các bác là em toàn ghi từ CD sang thôi, chứ em cũng không ghi từ YouTube đâu ạ. Đấy nên là cái chất lượng nhạc thì nó sẽ cực kỳ hay, vì là đĩa đĩa em toàn ghi từ đĩa xịn thôi. Và đây là chiếc điều khiển zin của nó, thì nó đầy đủ các phím bấm bài hát này, tắt bật nguồn này, đấy, ra đĩa này, play top các thứ đấy được hiển thị. Thì con này thì em cũng báo giá luôn, con này thì em xin phép em bán là 7 triệu 700 nghìn đồng các bác nhé. Máy gồm có khiển xịn đẹp xuất sắc luôn, và máy bán ra thì sẽ tặng cho các bác là một đĩa MD, một dây quang, một dây AV, và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng lỗi một đổi một. Thì mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ thẳng với em theo cái số điện thoại 0966723489, địa chỉ xem hàng bên em tại cầu Phùng, thị trấn Phùng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội, và bên em có giao hàng ship code toàn quốc. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.